ơi, con chào cô. Xin chào các bạn. Hôm nay mình đang ngồi ở chỗ Bãi Khem. Là quán này ngay bãi luôn, là quán Thanh Nga các bạn. Thì hôm nay mình cùng gặp bà chủ, nay may mắn quá được gặp bà chủ. Và mình sẽ cùng giao lưu với bà chủ ở quán Thanh Nga này với những cái món ăn hải sản và những cái món nào độc đáo ở đây nha các bạn. Dạ, chào cô tên gì á? Tên Nga. Dạ, cô Nga. Quán Thanh Nga Bãi Khem. Thanh Nga nha các bạn, nghệ sĩ luôn á, tên nghệ sĩ luôn á. Dạ. Gỏi cá chích nè, cá sòng nướng. Dạ. Mực. Cái cũng mười mấy cá bóp kho. Cá bóp đây nhiêu ký cô? 350 ký rồi các bạn, mình đi mấy chỗ khác là tới 450 luôn á. 350 mà cá ở đây giữ bè bắt lên liền, cá tươi lắm. Ok, đây là bán đồ không tươi là bán không tươi. Dạ, nhưng mà ngon không? Ngon. Một con khoảng mấy ký? Con 10 ký, 12 ký, có 8 ký có. Dạ, có con nào nhỏ? Nhỏ 4-5 ký, 5-6 ký là không okay. Có. Đó là cá nước ngon. Rồi. Ok. Rồi ngoài ra thì ở đây mình còn có món nào đặc trưng ở quán mình cô để giới thiệu cho khách biết không cô? Thì cô chỉ bao nhiêu nè, bao nhiêu món nè. Dạ. Rồi ví dụ dĩa cơm mì xào hải sản mình nhiêu dĩa cô? Cơm thì cũng 100, mà mì cũng 100. Dạ. Gỏi cá chích thì mình 350, cá sòng nướng thì 100. À, có cái món gỏi cá chích nữa các bạn. Gỏi cá chích là đặc sản đó nha, đặc sản Phú Quốc đó. Đặc sản Phú Quốc gỏi cá chích. Tôi ra trước đầu tiên là năm nay đúng 18 năm là Phú Quốc này là không ai có cá gỏi, là không cá gỏi của tôi đâu nè. Dạ. Thiệt tình luôn đó. Ok, hay tôi quá. Tôi ra cá gỏi là chỉ có mẹ con tôi có hai quán thôi, ngoài ra chưa ai có hết. Dạ. Rồi bây giờ mới là thấy tôi bán gì nè. Rồi bên xin gì bên Long Biết nè. Dạ. Bên nhà hàng Mỹ Lan rồi nè, là chạy bo qua đây là hồi mười mấy năm về trước là quán của tôi. Quá đã. Vậy là cô là người ở Phú Quốc được lâu rồi? Lâu rồi, ở hồi năm 90. Ở năm 90 rồi, mở cái quán này được bao lâu rồi con? 18 năm. 18 năm rồi các bạn, quán Thanh Nga có tiếng ở Bãi Khem luôn đó các bạn. Bây giờ là đi lên Dương Đông là người ta hay để tên hai vợ chồng tôi lắm. Dạ. Giống như là người khách lại ăn đó không phải. À, có nghĩa là Thanh là chồng. Dạ. Nga là vợ. Thanh Nga là vợ chồng đó các bạn. À, cái mấy bả đi tìm nó lên Dương Đông để quán Thanh Nga, bả vô không phải, kêu bà chủ ra, nói bà chủ không phải rồi, không phải bà chủ rồi. Bả nói vậy là mạo rồi, không phải, tôi ăn quán Thanh Nga tôi biết. Tôi ở thành phố chứ mà đều tôi quen với bà chủ đó, ở đây không phải. Ok, rất cảm ơn cô. Dạ, chúc cô luôn mạnh khỏe và mua may bán đắt nha. Ok các bạn ghé đến Bãi Khem thì nhớ ăn hải sản ở quán Thanh Nga nha. Rất rẻ ngon và bổ dưỡng nữa các bạn. Ok, chào các bạn, hẹn gặp lại. Cô chú xíu nha. Đây mình thuyền này mình đi đánh lưới hay là câu cá ghẹ gì hả con chú? Dạ. Đó đủ là có con ơi, ghẹ cũng có, thứ gì cũng có rồi. Vậy hả chú? Đó các bạn thấy không, một cái thúng này thôi mà đi ra ngoài biển nữa. Đó. Nhưng mà là muốn ra ngoài xa là phải có cái máy các bạn. Đó, có cái máy gắn vô cái thúng nè. Đó, các bạn muốn đặt cái thì ra đây gặp cô chú làm cái đi với cô chú chơi. Ở đây là Bãi Khem hả cô chú? Dạ. Thì cô chú thường là một ngày mình đi mấy mấy bận ra ngoài? Có khi đi hơi bận. Đi hơi bận. À, dạ. Có khi đi một bận. Dạ dạ. Mà được ngày được mấy ký cá ký ghẹ? Và tùy theo, có bữa thì cũng được đâu ba chục ký mà ba thú. Dạ, cá ba thú. Còn có khi thì mấy ký mà có bữa thì cũng mấy ký à. Dạ. Mấy ký luôn, không vô chân. Ủa chú nói là có cá ba thú hả? À ba thú. Ba thú bạc má rồi đó. Có cá ba cô gái cô biết không? Chú biết không?
Cái đó thì bạn kiếm cá hộp ba cô gái, còn mình chơi cá ba thú. Ok, thường thì cá bao nhiêu một ký chú ở ngoài này? Khi mà trời trang đó, dạ. Trời trang mà gai mành nó không đi thì 6-7 chục. Dạ. Còn khi mà gai mành nó đi thì 4 chục, 4-5 chục. Ok, dạ. Ok, cô chú hành nghề này được bao lâu rồi? Chú đi mấy chục năm rồi đấy. Wow, mấy chục năm rồi các bạn. Ok, chúc cô chú luôn mạnh khỏe nha. Gặp lại sau nha. Nhớ nghe nè, tới đây liên hệ chú tên gì để mua ghẹ, con giới thiệu trên Cuộc Sống Phú Quốc cho khách du lịch tới ta biết á. Chú thì nó nhiều lắm. Chú tên gì? Chú tên Văn. Chú Văn tới Bãi Khem gặp chú Văn là mua ghẹ cá rẻ luôn, tươi ngon luôn. Ok, gặp chú Văn nha. Bye bye. Ok các bạn, thì tiếp theo hành trình khám phá đảo Phú Quốc của chúng ta thì Hiếu sẽ dẫn các bạn đi check-in một đoạn ở phía bên hông bãi Khem này rất là tuyệt vời nha các bạn. Phải nói là một cái gờn đá nó trải dài lại qua bên phía mặt biển nè các bạn. Đó, phía xa xa đó, đó. Một chút nữa là Hiếu sẽ check-in qua bên đó và quay lại những hình ảnh check-in của Mr. Hiếu hôm nay cho các bạn xem nha. Ok, go! Ok các bạn, mình đang đứng ở vị trí trên cao ngay chỗ vị trí này rất là đẹp. Có nguyên một cái eo biển ngay chỗ dãy gần đá này nè. Các bạn có thể thả mình thư giãn. Đây là một bạn ở người địa phương đang đây thả mình thư giãn các bạn. Ok, mình sẽ quay chậm chậm cho các bạn xem. Đó, quá đẹp luôn, thấy chưa? Vừa tắm biển thoải mái, vừa có thể chụp hình ở góc này rất là đẹp nè. Biển rất là trong xanh và sạch nữa các bạn thấy không? Quá đã luôn. Hello, xin chào anh. Anh ấy thư giãn và không nghe mình nói rồi. Ok, mình tiếp tục hành trình đi tiếp qua bên kia nha. Xin chào, xin chào. Hello. Ok, cảm ơn. Và mình tiếp tục hành trình nào. Go. Hello, hello. Chào các bạn, nắng quá các bạn ơi. Hôm nay mình chọn cái nón thật là không có đúng hợp với cái hoàn cảnh tí nào hết trơn á. Trời ơi, đại ca mình cho mình mượn cái nón mà bây giờ cái nón nó không có cúp được cái vành nè, bởi vì nó nắng bà cố luôn. Ok, cũng may là có thêm cái kiếng này cũng đỡ nắng. Ok các bạn, mình đang ở trên cục đá cao, mình quay xuống cái vịnh này rất là đẹp nè các bạn.
đó, ngay chỗ khúc bãi khe mình đi qua bên cái mé bên trái của các gành đá đó, đó mình phát hiện ra cái chỗ này quá tuyệt vời luôn, phải không các bạn? Đó, thấy chưa, mình liên vòng cho các bạn xem nè, số 1 luôn đó, đã không, đã không, mình chịu nắng quá đã luôn. Phía sau là rừng đó các bạn đó, và dãy gành đá mình đang đứng ở trên này. Ok, tiếp tục hành trình nào, đi. Alo các bạn, bây giờ mình bắt đầu tiếp tục hành trình khám phá đảo Phú Quốc. Đeo kiến vô không thấy nên lột ra xin phép nha. Nắng nắng chút xíu kệ nó đi. Mình sẽ di chuyển đi từ từ, bây giờ phải leo qua mấy cái gành đá này qua bên kia. Có cái bãi nghe nói đẹp lắm. Cái nãy cái anh chàng đó, ảnh bơi, ảnh nói là đẹp tuyệt vời luôn. Bây giờ mình qua bên đó mình sẽ khám phá. Và mình đi từ từ nha. Bây giờ vừa đi vừa quay thì nó hơi bị rung rung nha các bạn. Các bạn chịu khó nha. Ok, mình phải bám đá từ từ nè, leo lên, trời ơi, té một cái là thấy ông nội luôn. Thấy chưa? Ý da. Wow. Giống như quay chậm vậy đó. Đó, bên kia tảng đá quá bự luôn các bạn. Quá trời, vừa to mà vừa cao nữa, trời ơi. Ai da. Thật sự mà nói là chúng ta phải nên đi chậm như vậy, nếu không á, là chợt chân một cái là té, không biết sự cố xảy ra như thế nào. Mà hôm trước là mình bị một phát một ngay đây đó, nên bây giờ có kinh nghiệm rồi, đi từ từ thôi, đi khám phá mà. Đi từ từ chứ đâu có phải là đi chạy đua giật giải gì đâu, đúng không các bạn? Nhưng mà mình đi qua biếu bên này quá đẹp các bạn ơi, phải nói. Trời ơi, sao mà giống cái vịnh Hạ Long nhỏ nhỏ quá vậy? Giống ở gặp ổng nữa rồi. Ok, mình đi qua bển nha. Hello, anh trai tìm bắt cái gì đó? Bắt ốc hả? Em bắt cái giùm con ốc đi. Ốc gì? Ốc bắt ngọc á hả? Ồ, đã nha. Ốc to hơn bên này. Ốc bắt ngọc còn gọi là ốc cờ đó các bạn. Cho coi con có con đó coi. Con đó là ốc gì? Yeah. Rồi, ốc này giống ốc sầu dừa quá. Ok, cảm ơn. Xin chào, tạm biệt. Chúc anh vui và mạnh khỏe. Bye bye, mình tiếp tục hành trình đây. Hello. Hello. Thank you.
Yeah. Nghỉ mệt, nghỉ mệt. Hello, xin chào các bạn. Mệt quá. Nãy giờ leo núi, leo đồi, leo gần đá quá trời luôn. Bây giờ mình phải ngồi nghỉ chút xíu. Thấy cái mỏm này đã quá nên ngồi review cho các bạn và nói chuyện chơi chút xíu nha. Uống nước một cái nha. Nước này là mình chuẩn bị nước tắc đó các bạn. Nước tắc thì để cho mình đi dọc đường mình cho cái hành trình khám phá đảo quốc của mình được có năng lượng á các bạn. Mình chơi là nước tắc, mình nặng phải ít đường là số 1 luôn, cho mình vitamin đi đã luôn. Ok. Chút nữa mình đi qua phía bên kia, còn khoảng một đoạn nữa thôi là mình tới cái mũi đó, rất là đẹp. Mình nghĩ là qua bên đó sẽ có những cái cảnh quay đẹp cho các bạn, để cho các bạn thấy là ở bãi Khem này nó có cái dọc gãy dãy gành đá đó là rất là tuyệt vời mà ít người khách du lịch biết đến. Hôm nay mình sẽ đi hành trình khám phá đảo Phú Quốc để review lại cho các bạn xem ở trên kênh của mình. Ok, bây giờ mình đi tiếp nha. Go. Cái mỏ mới nãy mình ngồi đó các bạn, dành giống như là một cắt heo vậy đó. Đó, hay con thằng lằn vậy đó. Đó, quay cho bạn xem thấy chưa. À, đó, cái đầu này như cái đầu cá này nè, đó. Còn cái mình này nè, đó. Cái đuôi nè, đó, thấy không. Y chang luôn, trời ơi, giống cá heo quá. Ok, đẹp. Thank you.
Ok. Nãy giờ hai bạn này mò đá nè các bạn. Đá này để chơi ôn quan hay gì đây nè. Ồ, đã không? Để chơi các bạn. Ok. Bạn cũng mò đá luôn hả bạn? Dạ. Được nhiều chưa? Được 1 ký không? Về chơi ôn quan hay chơi gì? Dạ. Để về với hồ cá. À. À, mấy cái sỏi phải không, để về hồ nuôi cá ở trong hồ, quá đẹp. Ok, bye bye. À, đi bắt cua với đào mấy con đó gọi là con gì ta, con hào sữa phải không? Đập hào sữa phải không? Ok, kiếm mấy hào sữa ăn ngon nha. Hello bạn. Ok, hào sữa bự không? Bự. Dạ, con này mình ăn làm sao? Không biết ăn nữa mà thấy người ta cây da. Chết già, cẩn thận nha. Thường thì hào sữa này đó, đập ra thì nên có muối tiêu chanh đó, hoặc là màu tạc đó, là quất tại chỗ luôn. Cẩn thận nó bén lắm rồi nha. Em ở đây hả? Dạ không, em đi đắt tiền qua, à, đây qua đây chơi hả? Rồi ok, chúc em may mắn, tạm biệt nha. Bye bye cái nè. Bye. Ok, hello các bạn thân mến, mình đã đến được ngay vị trí này nè các bạn. Góc này đẹp quá, mình review lại. Ok, đó, chia sẻ các bạn hình ảnh ngay góc này nha. Cái này không biết là gọi là tên gì, nhưng mà ngay cái mũi này là mũi đầu. Từ ở phía đầu mình đi qua tới bên đây thì dài cũng khoảng tầm, nếu tính đoạn đường thẳng chim bay thì có khoảng 500 mét à. Nhưng mà đi lắc léo chắc cây số rồi đó. Tại đi gần đá mà các bạn. Ok, mình đi qua cái eo này luôn coi coi nó có cái gì nha. Go! Các bạn ơi, mình đều qua được tới bên đây rồi, phát hiện thêm một cái bãi tắm nè, mini thôi nhưng mà rất là ok, thiên nhiên hoang dã mà. Rất là hoang sơ luôn. Ồ, quá đã. Ok, mình quay dọc cho các bạn xem nha. Đó, thấy chưa, đã không. Mình mới nãy từ bên kia mình leo qua nguyên cái khối đá này nè các bạn, trời ơi vất vả quá. Nhưng mà không sao, đường đi rất là dễ, yên tâm. Ok, hôm nay mình đi review lại cho các bạn xem bãi Khem. Phía gần đá nó đẹp lắm. Ok, go. Mình đang ở vị trí rất là đẹp nè các bạn. Đây là một cái bãi tắm hoang sơ ở ngay chỗ bờ mũi đá bãi Khem đó các bạn. Đó, các bạn thấy đã không? Ôi, mình quay vòng lia phía sau của mình nữa nè. Đó, nguyên một
một dãy đá phải nói là rất là hoành tráng, to ở phía sau lưng của Mr. Hill nè, đó các bạn thấy không, nó đổ ra biển luôn đó, thấy chưa, trời ơi một cảnh tượng quá đẹp luôn. Các bạn ở ngoài này mà chụp hình cưới là số 1 luôn nha, đó đứng trên cái mỏm đá cao giống Mr. Hill nè, đó thấy chưa, đó mình nhìn xuống biển nè, xè cái đầm ra bay đó. number one. Ok, hành trình của Mr. Hill đến đây là sẽ kết thúc ở ngay chỗ bãi Khem. Xin chúc các bạn luôn được nhiều mạnh khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Và đặc biệt là nhớ đừng quên đăng ký và like cho kênh của Mr. Hill nha, kênh Cuộc Sống Phú Quốc. Ok, bây giờ là hẹn gặp lại các bạn tập tiếp theo. Xin chào và tạm biệt. Ok các bạn, bây giờ là 5 giờ chiều hơn rồi, nên hoàng hôn đang sắp xuống. Mình đang ở phía bên mặt đông của đảo, nên nhìn về phía mặt tây của đảo thấy hoàng hôn xuống. Đó, các bạn thấy đẹp không? Ok, quá đẹp luôn. Bãi Khem nha các bạn, tuyệt vời.